Ngày 9 tháng 3, ông Trần Văn Út Tám, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh, đã đến khảo sát mô hình trồng đậu phộng hữu cơ do Công ty Cổ phần Tân Tân Trà Vinh đầu tư tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Sau quá trình tìm hiểu điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, Công ty Cổ phần Tân Tân Trà Vinh đã đầu tư 3 hectare đất trồng đậu phộng hữu cơ để khảo nghiệm hình thành vùng nguyên liệu. Trồng đậu phộng hữu cơ hơn 3 tháng sẽ thu hoạch, hiệu quả mang lại khá cao do đậu không bị bông cũ, ít sâu bệnh, vỏ trắng, thịt ngọt. Hiện nay đậu phộng đang vào vụ thu hoạch rộ, trung bình 1 hectare đậu phộng đạt năng suất 8,5 tấn. Sắp tới công ty sẽ mở rộng liên kết với một số đơn vị hợp tác liên minh, hợp tác xã tỉnh rồi đến hợp tác xã quận huyện để mở rộng về cái hướng trồng hữu cơ này, rồi công ty cũng đưa về cái quy trình và phân giống và kỹ thuật chăm sóc này nọ và bao tiêu luôn cái chuyện mà đầu ra của nông dân. Công ty Cổ phần Tân Tân Trà Vinh sẽ mở rộng 500 đến 1.000 hecta để tạo điều kiện cho nông dân ở Cầu Ngang và các huyện lân cận. Nhu cầu của người tiêu dùng về đậu phộng sạch an toàn ngày càng cao, nhất là nhu cầu về nguồn cung cho việc chế biến sản xuất các loại thực phẩm có thành phần là đậu phộng. Với hiệu quả mà mô hình đạt được, trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Tân Tân Trà Vinh sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng đậu phộng hữu cơ, từ đó tạo nguồn sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng hiệu quả kinh tế sản phẩm từ đậu phộng. Ông Trần Văn Út Tám, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh cho biết, trồng thực nghiệm đậu phộng và các loại cây nông sản là một trong những mục tiêu quan trọng của dự án khu liên hợp sản xuất, chế biến thực nghiệm trồng trọt mà Công ty Cổ phần Tân Tân Trà Vinh đang đầu tư tại xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang. Qua khảo sát, mô hình trồng đậu phộng hữu cơ bước đầu mang lại hiệu quả khả quan, cây đậu phộng phát triển tốt và phù hợp thổ nhưỡng địa phương. Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh, canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học là hướng đi tất yếu nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Ngoài ra, còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng nông sản và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.